Là mẫu Honda City của thầy, phiên bản top ạ, đời 2019, chạy 104.000 km ạ. Và xe này thì mang bảng số tại Bến Tre của thầy. Đây, bảng số Bến Tre, đứng tên cá nhân, chạy 104.000 km rồi và đang được Toyota tân cảng, rồi bán với mức giá nó là 472 triệu đồng nha quý vị. Đó, nội thất bên trong chủ đạo là màu đen nha quý vị. Đây, đây, có trang bị đầu DVD, camera gear nè, quý vị thấy nè, nội thất bên trong cũng còn rất là ổn ha. Cửa đóng cũng rất là chắc chắn, đây. 472 triệu đồng thì quý vị có thể sở hữu mẫu Honda City này ha, từ ngoại thất, nội thất cũng còn rất là ổn.